Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Vừa qua, bộ phim cổ trang Dân Quốc Thịnh Quân khiến dân tình không khỏi mong chờ lần kết hợp giữa hai diễn viên đình đám của giới showbiz Lý Thấm và Nhậm Gia Luân. Vậy Thịnh Quân có gì mà khiến các fan háo hức mong chờ tới như vậy? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên, Thịnh Quân đan xen giữa cổ trang và Dân Quốc. Thịnh Quân lấy chủ đề mới lạ, lấy bối cảnh độc đáo khi vừa có yếu tố cổ trang, vừa lồng ghép yếu tố dân quốc hiện đại. Đây cũng được xem là lần hợp tác đầu tiên giữa hai ngôi sao hàng đầu của showbiz, Nhậm Gia Luân, Lý Thấm. Xuất sắc từ diễn xuất cho tới ngoại hình, cả hai trước đó đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Và đương nhiên, với lần kết hợp lần này, hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều sự bất ngờ và thú vị trong lòng fan hâm mộ. Thứ hai, nội dung phim độc đáo, mới lạ. Được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Thịnh Quân Tế Kiều của tác giả Viễn Tải. Phim xoay quanh mối lương duyên hài kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng, Lý Thấm, Nghĩ Hiệp, Trọng Nghĩa. Kiếp trước, nàng là thần nữ với năng lực tuyệt đỉnh, nhất kiến trung tình cùng với Lục Viêm, một sát thần ngàn năm lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Trời trêu thay khi kiếp trước họ là người yêu trong số mệnh, tạo ra một cuộc tình oan gia đầy thú vị. Thứ ba, Thịnh Quân sở hữu dàn diễn viên đẹp như mơ. Phim không chỉ chỉnh chu về mặt hình ảnh, nội dung mà còn sở hữu dàn lưu lượng đỉnh cao của giới hỏa ngữ. Nhậm Gia Luân sở hữu vẻ ngoài soái ca với phong thái thu hút, lạnh lùng khiến các fan không ngừng thốt lên quá soái. Được biết trước đó anh đã từng làm đốn tim rất nhiều khán giả qua các vai diễn như Châu Sinh Thần trong Trường An Như Cố, Lục Đại Nhân trong Cầm Y Chi Hạ, vân vân. Và với vai diễn lần này, liệu rằng anh chàng có thể làm các fan girl đổ gục một lần nữa hay không? Bên cạnh tạo hình xuất chúng của nam chính, thì nữ chính Lý Thấm không bị lép vế khi để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tươi như hoa của mình. Cô cũng gây được nhiều tiếng vang trong lòng giải trí hoa ngữ với hàng loạt những tác phẩm như Sao Kiều Truyện, Lang Điền Họ, Hải Thượng Phồn Hoa. Liệu sự kết hợp của hai anh chị trong năm 2022 có tạo nên cơn sốt toàn cầu? Cùng xem phim để biết câu trả lời nhé! Ngoài hai diễn viên chính đẹp động lòng người, thì dàn diễn viên phụ cũng không hề thua kém với những cái tên như Lại Nghệ, Trâm Hy Quẩn, Sương Long, Ngô Minh Tình. Bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm 2022. Chúng mình là Hóng Phim. Nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!